Chúng ta sẽ gặp lại đoàn music clip trong những phần video sau. Không biết là anh Hương có giận gì ở bên trước không, nhưng mà phan anh cũng biết là anh Hương đến giờ đang có diễn đàn với anh Hương thì là không thiếu thiếu đâu cả. Thưa quý vị, mỗi lần khi mà được làm chương trình với anh gặp anh Hương thì phan anh luôn luôn cảm thấy rất là tự tin là chương trình thành công. À, đặc hơn rất là tin rằng kinh nghiệm của mình không cần phải làm nhiều, bởi vì anh Hưng bây giờ cũng biết được thấy rằng là hát cũng hay mà nói cũng rất hay. Mỗi lần anh ấy nói thôi là ở dưới là mọi người cũng đam mê như là nghe hát vậy. Cảm ơn thân mến. Người MC thì thường hay phải hỏi khó, đấy là cái quyền của người MC. Nhưng mà câu này thì rất là quen thuộc đối với anh. Để hát cho tất cả quý vị khán giả ngồi trên sân khấu này, vào giờ phút này anh cảm thấy nào? Khó, thế nhưng mà khó đấy ạ. Quý vị, ra thì chắc chắn đây Hương có thể hãnh diện nói một điều rất chắc chắn là mỗi một ngày Hương đã nhận được thêm rất nhiều sự yêu thương và sự hỗ trợ hết mình của các người Hà Nội thân yêu. Đó là điều tốt nhất đến với Hà Nội, đó là sự thật của cuộc đời. Trong vòng mấy năm qua Hương đến với Hà Nội, và những năm đầu tiên lúc đó thì người Hà Nội còn thích những ngôi sao khác, họ thích những gương mặt dễ thương, baby, đẹp trai, nữa họ chưa thích nhiều. Sau đó vài họ chính mình dần dần bằng khả năng mình, cái cách sống và sự gần gũi của mình. Và bây giờ Hương là một trong những người thân yêu của khán giả Hà Nội, không thể thiếu trong đời sống âm nhạc của họ.
Điều này quý vị đã cho hơn cái niềm vinh quang, vinh dự rất lớn đối với đồng nghiệp của mấy khán giả lớn. Xin hãy thay đổi thay đổi. Anh nói là dễ nhưng mà khó.